ơi, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh PMT Củ Chi. Hôm nay bên mình có một con âm ly Boston siêu phẩm luôn nha các bạn, hàng cực kỳ đẹp, máy zin 100%, chạy là 8 con sò lớn và đặc biệt xài ECHO là 50195 luôn nha các bạn. Con máy này được sản xuất vào năm 2008, được sản xuất năm 2008 nha các bạn. Ngoại hình còn rất là ok và ruột gan hai bên công suất còn nguyên zin, chắc âm nghe nhạc karaoke gia đình là vô tư luôn, nghe rất là hay. Karaoke huyền thoại, con này là thuộc dạng con hàng hiếm, lâu lâu mới về được một em. Đa số là máy của 0306 và 2399 là nhiều, còn con này là M50195B luôn. Rồi để mình bật cho các bạn xem, mình có chụp hình các bạn. Đây bật cho các bạn xem kỹ, tại nó nằm ở trong góc, nhiều khi mình quay là không thấy được ha. Đây M50195B các bạn. Con IC này là con Nhật ngày xưa nha, bây giờ là hàng hiếm, người cũng rất là nhiều anh em cô chú nào mà lớn tuổi á, ưa tìm hỏi săn những cái bo này. Cái bo này nếu mà mua linh kiện mà bo tháo máy, con tháo máy này cũng rất là mắc tiền nha các bạn. Đó, M50195B, IC huyền thoại của Nhật sản xuất. Và đặc biệt các bạn thấy cái linh kiện nè, linh kiện điện trở, cái chân chà ná không nghe, nguyên toàn bộ máy là đi linh kiện xịn, chân là chỉ nó chưa có dấu hiệu mà tổn hại đến cái linh kiện của chúng ta. Con máy này xài còn độ bền, và cái độ bền của nó phải nói là cực kỳ cao, các bạn xài là vô tư luôn. Đó, cái chân điện trở các bạn thấy không, linh kiện toàn bộ của máy là như vậy không. Đó, con máy hôm nay phải nói là siêu phẩm, lâu lâu mới có một con, đặc biệt là con ECHO này nữa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ test cho các bạn nghe. Và ở đằng sau là Made in Korea luôn, Made in Korea là được sản xuất tại Hàn Quốc. Có ghi dấu luôn các bạn, chữ bọng còn rất là đẹp. Con máy này có cái tem ghi ở đó, cái tem đóng dấu số đằng đó các bạn, là sản xuất vào năm 2008, là thuộc dạng máy cổ ngày xưa, linh kiện chất lượng, độ bền cực kỳ cao. Rồi bây giờ mình sẽ test và quay cho các bạn xem chi tiết con máy này như thế nào ha. Để mình mở nhạc lại các bạn. Đó, nhạc đánh ha. Nhạc đánh rất là ok. Con máy này là volume tổng nằm ở đây ha các bạn. Hiệu là Boston Audio BA 1000X. Mặt tiền phai nhôm màu bạc, rất là ok. Rồi nhấn nút 3S thử các bạn. Để đây nó hơi chinh. Nút 3S ốp phê lên rất mạnh luôn. Nè nhắn vô các bạn. Có quảng cáo. Thưa quý vị, trước đây thì chờ tí xíu có quảng cáo, xin lỗi các bạn. Con máy này nghe nhạc karaoke gia đình cực kỳ tốt, giá cả phải chăng nha các bạn, không bán mắc. 3S nghe nhạc ốp phê lên cực kỳ tốt. Dàn nút toàn bộ là mình bao các bạn, dặn ốp phê còn ngon lành cành đào. Dặn ốp phê tới đâu lên tới đó. Ốp là ốp này, ốp là tắt. Máy là không ù ghè. Đó, volume tổng các bạn. Dặn lớn không ù xì, ghè gột gẹt luôn. Rất là chuẩn. Sử dụng gia đình. Con máy này kéo được một cặp lò 25, con 51 đánh là căng đét, bao các bạn xả láng luôn. Lò 2 tắc thì khỏi nói ha, 2 tắc thì quýnh được có thể 2 cặp, 2 tắc con 38. Đó, máy gia đình bình dân, công suất là vừa đủ. Hàng là Made in Korea, ECHO xịn của Nhật luôn. Rồi bây giờ mình sẽ test cái chất âm ECHO của nó cho các bạn nghe con này nó như thế nào nha. 1 2 3 4 5 6 7. Cái tiếng chép nó ra rất là sáng, bass chép sáng láng, echo vang nhạy, cái đuôi rất là đẹp các bạn. 1 2 3 4 5. Rất hay. Rồi mic 1 top, tiếp tục test con mic 2 các bạn. Dàn nút là bao phê luôn nè, không có tiếng động nha các bạn. Rồi mở tín hiệu vào. Đó, ngon lành. 1 2 3 4 5 6. Lưu ngày xưa em hứa yêu tôi suốt đời. Rồi ngon lành các bạn. Con máy này là karaoke là chuyên nghiệp nha, hàng xịn, ngoại hình đẹp, cái nắp máy cũng còn rất ok các bạn. Đây nắp máy đó, nắp máy cái vỏ này rất là dày nha, vỏ hàng xưa xịn, rất là nặng tay luôn, nắp máy còn đẹp các bạn ơi. Con máy hôm nay hàng tiễn, ngoại hình đẹp, ruột gan bao zin luôn. Rồi con máy mình đã test chắc âm ok hết, bây giờ mình sẽ đi sâu vô cái ruột cho các bạn xem ha. Đây ở đằng sau là gắn được 2 cặp lo các bạn, 2 cặp lo đó, có cầu chữ U, có ghi chữ Boston Audio ở đây luôn đó. Chữ bọng trên cái mặt đuôi đằng sau còn rất là sáng, chữ bọng nó còn rất đẹp. Trên cọng dây điện, trên cọng dây điện là cũng có chữ. Rồi để ốp nha, tiếng nó có quảng cáo nữa các bạn, video có quảng cáo suốt. Trên cọng dây điện là có đóng chữ luôn. Hàng xịn xưa nghe các bạn. Boston Audio 1000X, BA 1000X. Rồi để mình tắt quảng cáo cái nữa đi, nghe có tí xíu quảng cáo ghét mọi người. Ok rồi. Máy là chạy 8 con sò lớn, sò là Toshiba da băng luôn các bạn. Đó, sò là sò Toshiba da băng, một bên 4 em, một bên 4 sò nghe các bạn. Máy linh kiện là linh kiện tốt, còn zin 100%. Linh kiện tốt còn zin. Nhôm là nhôm đứng, nhôm đứng có khía nhỏ li ti nha các bạn. Nhôm này giải nhiệt rất tốt. Và trên bo có cái bát, bát bắt kìm cái mạch cơ của chúng ta luôn. Bắt 2 con vít luôn các bạn, kìm cái mạch lại. Rất là đẹp chuẩn. Và xài cáp ghim nè các bạn ơi, quá đẹp ha. Nguyên con này là còn nguyên zin 100%, nghe nhạc karaoke không lỗi lầm luôn mọi người ơi. Bác nào xem qua có thích thì cứ liên hệ qua số điện thoại ở ngay đây ha, để đặt hàng mua hàng ủng hộ cho bên PMT Củ Chi. Thì con máy hôm nay mình thanh lý giá là 1.150.000. Boston Audio có chữ trên cái tăng phô luôn nha các bạn, có tem trên tăng phô luôn. 1.150.000 cộng thêm phí ship. Giá cả cực kỳ hợp lý cho các bác sử dụng gia đình. Con máy này xài độ bền rất là cao, ốp phê là còn rất tốt luôn. Đây chạy 1 cặp tụ, trên cái đầu tụ là có đóng chữ luôn các bạn, trên cái đầu tụ đóng chữ LQ205 không. Tụ là 63V 10.000 UF, tụ cao to màu đen. Và đặc biệt là chạy echo là thứ dữ, echo 50195 các bạn. Điện trở là các bạn thấy nè, điện trở chân bọng rất là đẹp. Rồi mà chúng ta nhìn linh kiện là chúng ta có thể đánh giá con máy chất lượng ha, máy như thế nào rồi ha. Dây cáp này các bạn, cáp ghim xưa là xài như thế này nha, cáp ghim rất là ok, dây ruột rất là lớn nha các bạn. Đó, máy đẹp hoàn hảo chưa, sạch sẽ từ trong ra ngoài, mặt tiền màu trắng bạc. Đó, mặt tiền thì màu trắng bạc các bạn. Thì con máy hôm nay mình thanh lý cái giá là 1.150.000 cộng thêm phí ship. Đó, bác nào xem qua mà có muốn mua hàng ủng hộ bên PMT Củ Chi thì cứ liên hệ qua số điện thoại ngay góc màn hình nha. 1.150.000 cộng thêm phí ship. Máy là sở hữu cho gia đình xài bình dân, nghe nhạc karaoke. Đó, nghe nhạc karaoke gia đình, chất lượng tốt, độ bền cao. Đó, con máy mình test hồi nãy giờ rất là lâu các bạn, và đánh rất ổn định, và miếng nhôm không nóng luôn. Miếng nhôm nó chỉ là ẩm ấm lên thôi chứ không nóng các bạn, chứng tỏ con máy là hoạt động rất là tốt. Boston Audio BA 1000X. Rồi video mình quay tới đây kết thúc ha. Cảm ơn các bác đã bỏ thời gian quý báu ra xem hết cái video cùi bắp này của mình. Rồi chân thành cảm ơn. Nếu các bạn thấy hay và thích, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bên mình, để làm cái động lực để mình cố gắng phát triển lên nữa, cố gắng làm những clip tương tự và hay hơn cho các bạn xem nha. Rồi chân thành cảm ơn. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.